Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình làm tiếp một video để cho mọi người thấy cái hình ảnh thực tế về việc mà trại bồ câu của mình đi làm trại bấm lòng cũng như là ghép chim bồ câu cho người nuôi. Đây là cái trang trại hơn 500 cặp mọi người nhé. Hôm nay thì mình đang ở miền Trung đây. Mình thấy một hộ nông dân họ có nhu cầu lập trang trại nuôi chim bồ câu và muốn hợp tác với nông dân làm giàu và phát triển trước mắt là 500 cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì mình có mặt liền để thứ nhất là bấm lòng và đưa những cái cặp chim bồ câu có thể nói là chất lượng nhất đến với người nông dân. Tất cả những cái lồng này, máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động, chim tất tần tật là ở trại mình sản xuất luôn nha mọi người. Mình luôn muốn tạo thành một cái vòng tròn khép kín để cái sản phẩm của mình làm sao nó chất lượng nhất và đưa được những cái giống chim bồ câu cũng như là cách nuôi đến cho bà con một cách hiệu quả. Thì khi mà chim đến nơi thì bây giờ là mình đang hướng dẫn để cho ăn. Thì bước đầu tiên thì chim bồ câu mình cho ăn ít thôi nha mọi người. Như những video mình có hướng dẫn cho mọi người đó, khi mà mới bắt chim về thì mọi người cho ăn ít thôi. Khi cho ăn nhiều là đôi khi là nó sẽ bị chướng bồ diều đó. Một thời gian sau, ví dụ là mà 3 đến 4 ngày sau thì mình cho ăn chế độ bình thường. Còn khi mà mới bắt về thì mọi người cho ăn ít thôi nha. Đấy, mọi người có thể thấy không? Những cặp chim bồ câu rất to. Và lồng mọi người thấy là nhìn rất chắc chắn này. Đây là lồng cái thép của mình là thép 3 ly 2 nha mọi người. Phải nói là mình hay nói là cái thép ở trại mình á, là sản xuất có nghĩa là siêu bền luôn. Xài khoảng trên một chục năm á, trên chục năm thì mình vẫn xài tốt. Tại vì mình có một cái là chống rỉ. Còn máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động thì mình làm rất là bài bản. Cái ống của cái đường dây nước mình cũng làm chống chống rêu luôn. Có nhiều, tại vì nhiều khu vực á thì anh em sử dụng cái hệ thống nước tự động thì nó bị bám rêu. Sử dụng một thời gian dài thì nó rêu nó bám rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến cái chất lượng nguồn nước và con chim uống vào nhiều khi nó bị bệnh. Chính vì vậy là hiện nay là mình đa số là mình xài cái ống nước nó chống rêu bám mọi người nhé. Thì 500 cặp chim bồ câu thì cũng cái số lượng thì cũng gọi là cũng được mọi người ạ. 500 cặp chim bồ câu và ở khu vực miền Trung này thì nói chung là nuôi chim cũng rất là ok nhá. Khu vực miền Trung thì ví dụ như là những cái mùa bão thứ thì mình quay lại thôi, chứ còn những cái mùa khác thì cũng tương đối là bình thường. Đây là những cặp chim bồ câu là sinh sản liền mọi người. Đây là những cặp chim bồ câu là về là sinh sản liền đấy, nên là khi mà mình làm chim bồ câu, làm trại, làm chuồng cho mọi người ấy, thì mình cũng làm rổ đẻ liền để khi mà ví dụ là nó có đẻ trứng và nó ấp và nuôi con liền á thì có để phục vụ cho những cặp chim bồ câu này. Và chắc chắn là với cái số lượng chim bồ câu nhiều này thì phải sử dụng máy ấp trứng rồi. Đó là chuyện mình khi mà mình mang chim đến cho bà con thì mình cũng hướng dẫn kỹ thuật để mọi người nuôi làm sao cho nó đảm bảo. Và có một cái phải nói là tuyệt vời nữa, đó có nghĩa là mình bao đầu ra cho mọi người. Đây là những cặp chim mình, tại vì mình vừa mới ghép chim xong mà mình quay video liền á, nên là chim nó nằm thở mọi người. Nhìn cũng rất là buồn cười. Cái này thì chắc khoảng vài tiếng sau thì nó bắt đầu là khi mà nó tươi tỉnh nhá, nó tắm rỉa lông cái thứ xong thì nó sẽ tươi tỉnh. Thì cũng có rất nhiều cặp trên đường đi mình vận chuyển nó đẻ luôn trên đường đi á. Và nhưng mình cũng có trao đổi là những quả trứng đấy thì đa số là mình không có ấp được, tại vì nó bị hư. Đây, khi mà mình cho nó ăn cái đợt đầu tiên thì đa số những cặp chim này là bắt đầu là tươi tỉnh trở lại rồi. Và chim bồ câu bên mình đã, mình nhắc lại với mọi người, đây là dòng bồ câu, chim bồ câu Titan Thái siêu thịt nhé. Tại vì nhiều người cũng có hỏi mình là hiện tại trại mình đang có cái dòng chim bồ câu nào là chủ yếu á, thì ở trại mình là dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Và khi mà mình
hợp tác với mình thì mình sẽ bao đầu ra luôn cho người nuôi. Tại vì thời gian đầu thì mình hiểu cái tâm lý người nuôi là họ rất ngại, tại vì có nhiều người nuôi không có đầu ra. Thì ở trại mình có một cái chính sách là bao đầu ra cho người nuôi luôn. Nên là mình cũng hợp tác được đối với rất nhiều người ở Việt Nam mình, từ Bắc chí Nam luôn. Và đây là trại cũng tương đối mới của mình ở khu vực miền Trung. Và những ở những cái địa phương xa xa thì anh em nào mà muốn thì mình sẽ gọi là mình sẽ cho thành lập chi nhánh của kênh Nông Dân Làm Giàu mình luôn. Rồi ví dụ mai mốt anh em nào cần thì mình sẽ phân phối giống cho nó thuận tiện đó mà. Thì bây giờ là cũng là dịp cuối năm rồi thì mình cũng khá là nhiều đơn hàng đấy. Thì hiện tại thì mình cũng đang tranh thủ giao để kịp kỳ nghỉ Tết, và cũng có rất nhiều những đơn hàng của bà con nông dân hẹn lại qua năm mới họ sẽ bắt. Đó cũng là một tín hiệu, phải nói cũng là rất là vui. Tại vì hiện nay thì mọi người cũng có thể thấy là kinh tế gặp nhiều khó khăn, công ty doanh nghiệp đồ họ phá sản rất là nhiều, nên là cũng rất nhiều người trở về quê nha mọi người, trở về quê và họ cũng tìm và học hỏi những mô hình phát triển kinh tế, và họ cũng tham khảo mình và cũng hợp tác với mình và phát triển với việc là nuôi con chim bồ câu này. Thì mình thấy đó là cũng một tín hiệu rất là hay. Và còn mình thấy có một cái nó còn hay hơn nữa, đó là ở trại mình bao đầu ra cho người nuôi luôn, có nghĩa là mọi người chỉ phải nuôi thôi, và cái đầu ra thì mình sẽ lo cho mọi người, và tới tháng thì mọi người cứ chuyển chim ngược lại cho mình, tại vì chim thịt mà, chuyển ngược lại cho mình rồi mình sẽ đếm số lượng, mình sẽ chuyển chuyển khoản lại cho mọi người. Thì với có thể nói là cái thời buổi hiện nay nó hiện đại mà, chỉ cần tinh một cái thôi là tiền là trong tài khoản của mọi người rồi, nhanh gọn 1 phút 30 giây sau. Thì cái đó thì mình cảm thấy rất là hay. Và năm 2022 ấy, thì có thể nói là một năm mà mình nhận thấy được là rất nhiều người bắt đầu với mô hình nuôi chim bồ câu. Đây là mình nói sự thật nhé. Và trên kênh của mình thì mọi người cũng có thể thấy này, mình có những đợt đi giao chim bồ câu ấy, thì mình hay quay video lại để mọi người thấy được là cái thị trường chim bồ câu nó nở rộ như thế nào. Có thể nói là đây là một cái mô hình nó hot nhất hiện nay luôn á. Chứ còn nuôi trâu, nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà ấy, thì có nhiều người nuôi nó rất là khó. Tại vì mọi người biết làm sao, rất là lâu mình mới có thứ nhất là cái thương phẩm của con heo, con gà hoặc con trâu, con bò ấy. Có khi cả năm trời, 2 năm trời bạn nuôi một con bò, một con trâu thì rất là khó khăn. Còn nuôi chim bồ câu ấy, thì hàng tháng mọi người đều có, tầm khoảng 20 đến 25 ngày là mình đã có chim ra ràng rồi. Thì có thể nói đây là một cái kiếm tiền cũng rất là nhanh, và mình cũng mau lấy lại vốn nữa. Và đặc biệt là những cái thiết bị cũng như chim bồ câu này thì mình có thể nuôi trên chục năm mà. Và đặc biệt là cái lồng chim bồ câu nữa, ở trại mình, cái này là trại mình sản xuất luôn đấy mọi người. Cái này là trại mình bấm sản xuất luôn theo đúng kích cỡ của ở bên Thái họ áp dụng, và mình áp dụng ngược về Việt Nam. Tại vì những cái tiến bộ của bên nước ngoài ấy, thì họ có một cái kỹ thuật rất là hay, nên là mình học hỏi thôi. Mình học hỏi về và mình áp dụng Việt Nam, và mình cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Có thể nói là cái việc mà nuôi chim bồ câu đó là một cái hướng cũng rất là nhiều thuận lợi. Và tuy nhiên thì nếu mọi người nuôi chim bồ câu thì mọi người cũng phải biết kinh nghiệm nuôi nhé. Thì ở trại mình có một cái, đó là trại mình sẵn sàng hướng dẫn nuôi kỹ thuật nuôi cho mọi người, và cái đó là chuyện đương nhiên rồi, và chắc chắn 100% là cái đấy là mình không tính tiền, cái đấy là mình làm vì cái niềm đam mê của mình. Anh em nào mà gặp khó khăn trong việc nuôi chim bồ câu thì cứ alo cho mình theo con số điện thoại mình để bên dưới đấy, là 0961142323. Và cái này là mình có Zalo luôn, YouTube thì là kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, và sắp tới thì mình cũng đồng bộ thương hiệu, đó là cái thương hiệu của mình lấy là Nông Dân Làm Giàu luôn, và website của mình cũng là Nông Dân Làm Giàu, để mọi người thứ nhất là tìm cho nó dễ, và khi mà nhắc đến Nông Dân Làm Giàu thì mọi người có thể tìm cũng rất nhiều cách để có thể ra được. Trên Google mọi người chỉ cần gõ Nông Dân Làm Giàu nó sẽ ra này, mọi người gõ trên Facebook là nó sẽ ra Nông Dân Làm Giàu này, và đặc biệt là YouTube Nông Dân Làm Giàu Bồ Câu thì chắc chắn nó sẽ hiện lên kênh của mình, và mọi người có thể theo dõi tất cả những cái video mình đã làm về việc nuôi con chim bồ câu. Và mình nhắc lại với mọi người, đây là hơn 500 cặp
chim bồ câu Titan thái siêu thịt và mình làm trại cho khách ở khu vực miền Trung nhá. Thì sắp tới thì cái mô cái trại này thì sẽ hướng đến khoảng vài ngàn cặp đấy. Thì những người mà có thắc mắc về việc nuôi chim bồ câu á, bà con thì có thể comment ở bên dưới video hoặc là alo cho mình, và hoặc nhắn tin theo Zalo cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.